Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kênh Tê. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cầu Bình Liêm, một cây cầu đang xây dang dở. Nơi đây có một vụ việc mà cách đây mấy chục năm có một vụ lật xuồng khiến cho 10 người chết và một bà mẹ đang mang thai. Thì cái cầu này mới được thành lập đây thôi nhưng mà có nhiều khúc mắc cho nên vẫn chưa xong. Và cái cầu này cũng là nơi mà người Chăm rất là mong muốn hoàn thành vì sẽ có cái phương tiện đi lại dễ dàng hơn. Và sự việc ở cái cầu này ra sao và tại sao lại chưa hoàn thành thì anh em mình sẽ đi xuống dưới để khám phá và tìm hiểu. Hy vọng là sẽ gặp bà con người dân nào ở dưới để mà trao đổi thêm. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi khám phá nha các bạn. Vậy là cái cầu này làm là lúc đó đã xảy ra cái sự việc mà lật tàu mấy chục người chết chưa anh? Lâu rồi, lúc năm 86 à. 86 là trước lúc đó chưa làm cầu này? Chưa. Dạ, yeah. Cầu này là được làm lúc nào vậy anh? Khởi công là năm 2011 á. Yeah. Là bắt đầu là kêu gia đình tôi là bỏ đất cát rồi là không có chỗ làm nữa là đuổi đất về trong đuổi đất về làm. Dạ. Yeah. Mà tôi khi cứ đuổi là không cho gia đình tôi làm nữa. Rồi bắt đầu là mấy người kêu là gia đình tôi chờ lâu quá, tới 2014 là mới đổi nhà tôi được là 7 sào diện tích là 7 sào đất á, đổi 7 sào bên đây, đổi 7 sào bên đó. Dạ. Rồi kêu là cấp sổ, tới khi mà chờ làm lâu quá gia đình tôi kêu cấp sổ kêu người không có cấp, rồi tôi không cho làm. Dạ, tính ra là cây cầu này đi thẳng qua bên đất của anh. Đó, thẳng luôn đó. Dạ. Nhưng mà đó. Bên phía bên xây dựng người ta không có đền bù thỏa đáng với mình, với lại không có nói gì mình hết. Thì mình đâm ra là mình bị cháy que đây luôn. Yeah. Là bắt đầu khởi công là đóng móng. Đóng móng. Yeah. Đóng móng là đóng móng xong. Chưa xong đâu, bắt đầu đóng nhiều lắm tới. Dạ. Sắt cô được bỏ luôn linh tinh lang thang. Dạ. Yeah. Làm mấy được á, bà Mai em làm mấy được á. Dạ. Cũng chưa xong luôn. Dạ. Rồi cái anh có cái câu chuyện mà lật tàu đó hồi đó nó xảy ra như thế nào vậy anh? Anh còn nhớ cái câu chuyện đó không? Kệ ông ba ông kệ là mùa đậu trúng lắm, tháng dằm tháng 9 á. Dầm tháng chúng 9. Đò chúng đậu lắm mà bà con người ta đi trên lặn cái chỗ này là chìm cái chỗ này nè, chứ là không có lặt cái gì mà lên đông quá. Dạ, lên đông ai quá. Cũng, lúc đó có hai chiếc ai cũng tranh thủ đi á. Dạ. Rồi kêu người ta không xuống rồi. Ra cái dừa nó ra chị ra cái này chiếc đò nhỏ kia không phải chiếc này đâu, chưa đóng chiếc này đâu, có chiếc. Dạ. Nhỏ kia nữa. Chưa đóng chiếc đò này đâu. Rồi ra là nó chìm xuống luôn là 10 người. 10 người là trong đó có bà bầu nữa sao? Tôi bà bầu tôi ra thẳng qua tỉnh Phú, bên Phú Hải á. À, tôi ra đó là dứt con ra luôn nhau. Đã chôn bên đó luôn. À, rồi gia đình người ta tìm tới người ta đi qua nó lấy cục. Thì nghe ông ba kể lại vậy thôi, mấy người kia kể lại gì thôi. Thầy cũng nghe nó bên đó là đi qua bên đó là qua đâu vậy anh? Đây là kêu qua Lòng Đỏ. Qua Lòng Đỏ. Bên đó là có gì anh? Đó thì vô nghĩa địa xong vô giấy đào. Còn bên cánh dưới này là cái cánh mãi của người Chăm nè. Cánh mãi người Chăm. À, hình như là lật tàu đó cũng là người Chăm phải không anh? Không. Cái chuyến tàu mà lật người mình. Đó. Người mình luôn. Người mình. À. Tại vì anh kia anh chia sẻ cho nên cũng không có biết thông tin nữa. Thì, nhà gia đình thì bị gì thì người ta cũng thông cảm này gì lúc đó. Ta cũng thông cảm mình đâu có phải là kinh doanh gì đâu, là lúc đó nhà bốc thăm gì đó, giao bến đất nhà thằng giao đò luôn rồi trống. Dạ. Đông quá rồi bị sự cố gì rồi thôi. Dạ. Rồi có ai thoát được nạn kiếp đó không anh? Nhiều chứ, chỉ có hai mấy người lận. Hai mấy người nhưng mà mười người với lại một mẹ đang mang thai. Đông quá, lúc đó là chúng mùa đông quá, đi đông quá. 15 tháng 9, năm nào cũng rút ở đây nè. Ừ. Thì bây giờ người Chăm nghe nói người Chăm rồi ta qua lại là một là lội sông, qua hai là đi phà mình ha. Đi lúc xương. Con có 9-10 năm về trước á là gia đình còn trống đò. Dạ. Chưa có sóng này đâu, là sáng là xuống cái trống bên đò nó bên sông mình nó bình an, nó có gì nè, đá sỏi rồi gì nè. Dạ. Khi mà làm cái cầu này nó mới vậy, rồi từ trong người ta không có đi sọc nữa. Yeah. Đi đò nữa mà ta mỗi người xăm chiếc ít người quá, dù gia đình trống đâu có thu nhập đâu, ở đây trống cả ngày. Yeah. Người ta chờ đây người ta la. Yeah, mỗi người chiếc xuồng luôn chiếc đó, ông này bây giờ ông mở chiếc đi nè. Yeah. À, chiếc này cô gia đình mười mấy hộ bên đây là mười mấy chiếc à, 17-18 hộ bên đây là ai có đất bên đây là mỗi người chiếc. Yeah. Này là đi về nhà ảnh bệnh luôn anh. Ông về lấy đồ qua đất lại cho bò ăn. Yeah.
chiều qua nhưng mà hồi trước cái nước sông này nó cạn là mình đi bộ qua được đúng không anh? Bây giờ cũng có đi lội được chứ. À, tại không, nước xiết là bây giờ thôi. Hồi xưa anh Dũng anh có chia sẻ, tại vì là cái khu ảnh cũng có người chết trong cái vụ này nữa. Trước nhà ảnh là có cái hộ cũng chết trong vụ này luôn. Ảnh nói là hồi xưa là người á, người ta đi á, có thể là đi xuồng qua hoặc là ta lội qua luôn. Những người ta có việc cần á, người ta đi qua. Thì khi mà xảy ra sự việc đó thì cũng rất là nhiều chuyện đau buồn á. Thì bây giờ ảnh cũng nói là đến đây để tìm hiểu ghi hình đồ đó, thì giờ đó nước xiết quá trời luôn rồi đó, gian dở từ năm 2001 tới bây giờ, thấy sông chảy xiết quá xiết dạ tới bây giờ luôn. Bắt đầu thi công á, là bắt đầu thi công với 2012, 2013, 2014 là bắt đầu mùa là đóng cọc đóng đồ nè, mà đóng 3-4 lần lận nhường nghỉ dạ. Nghỉ xong rồi đóng tới đóng xong nghỉ 3-4 giàn khoan giàn đóng, còn cái có cái máy kia nó hư rồi, máy cái luôn lấy cái YouTube tụi đóng mặt trận là đóng cầu đó, đóng tùm lum tà đó. Rồi cái này do ta không thỏa thuận với mình. Rồi cái miếu trên đây là lúc nào vậy anh? Lâu rồi. Lâu từ đời nào à? Từ miếu này là hồi đó là ở bên kia, bên chuồng mê bên kia, thì xong dạ. Sau này giải phóng mới trở về đây. Dạ. Cái này miếu lẹ sơn. Nhìn bên đó là thấy nguyên một cái cánh đồng cát luôn. Là vậy luôn là không nghe nói là tới nó cũng vận động gia đình rồi là chuẩn bị đó cho nó làm lại tao. Cầu này mà xây xong là người dân người Chăm người ta cũng mừng lắm, tại vì bên đó mộ người ta là người đi bên đó. Dạ. Yeah. Bên đó đó là cái mã của bên đó đó ha. Bên đó là cái khu bên đó là nghĩa trang của người Chăm bà Ni hay của ai anh? Xuống còn 200 mét nữa. Dạ. Là đi cái đường xuống đó, còn cái đó là cái khu vực còn khu vực của người Kinh mình. Dạ. Như bạch đèn đó là của xã mà mấy sau này người ta chôn luôn đó. À chôn là hồi xưa là mất gì cái vụ lạc tàu là chôn đó luôn anh? Qua đầu. Tùm lum hết đấy, mỗi nhà mỗi bà con ta ai mình ai đấy là nhận đi hết rồi. Dạ. Nghe nói tháng này bắt đầu chuẩn bị làm lại nè. Dạ. À, tức là làm lại cái cầu này đúng không ạ? Cái đường này là công ty pháp định nó vô nó làm à. Đổ đường này lại nè, kẻo giờ này lôi qua tới đây như. Nó đây vẫn lội được ha. Nghe không anh? Trời em thấy xiết quá không. Lội được nhưng mà ngay không nha các bạn. Dạ. Ủa vậy hồi xưa vậy là nước nó như vậy mà sao mà chìm rồi. To lắm. Như nước nhắc cũng lên tới đây á, không lên thân này không tới đây là cái hang đó nước lên nước trang nước lục là nước hồ nó xuống đó, cái này là cái nước biển lên à. Sáng mà anh sáng xuống nó lội hết cái đá ra luôn, anh đi bộ vừa bỏ một kia luôn à. Mai đây là người Chăm đi dây mã nè. Dạ. Mai mới đồng khiếp. Dạ. Là đi bộ luôn anh? Đi bộ. Ôi chàng ơi, vậy cắm chạy đây đi, tối cắm chạy đây, mai quay được cái cảnh tường đây. Mai quá, đẹp luôn. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Ừ. Rồi. Mà đây cắm trại ta cho mình như dựng lều lên ngủ tạm qua đêm được không anh? Được trong được đây nè, cái khu đất trống này nè. Đó, khu đất trống ngay chỗ cây me anh. Ừ. Ở ngay chỗ cái mai tranh thủ sáng quay luôn người Chăm qua cúng mộ luôn. Ở ngay cái nhà của Phan Đình nó làm đó, mình dựng ngay đó luôn, mình ở đó luôn. À dạ. Ở đâu? Vậy là bên đây là mộ của người Chăm bà Ni anh. Bên đây là mộ của người Chăm bà Ni anh, tại ngày mai là lễ của người Chăm bà Ni đúng không? À mình không biết được của họ. Đây mới có cái bãi mà như đất của người ta. Sao đâu mình cắm trại mình. Dạ. Dạ. Ơi không má em. Vậy là sáng là mình có thể đi qua luôn. Ồ được á, được á. Bây giờ là lội qua đó, nó cũng ở dưới rúng hả anh? Ừ. Trời. Nhưng mà nguy hiểm, gió lắm, nước này nguy hiểm lắm. À, còn địa điểm mà nó lật tàu là nó nằm chung chung kia, lên đông quá. À, ngay chỗ nhô đất đúng không anh? Ngay chỗ nhô đất không? À, đây là bãi muốn nè. Trời ơi. Nước lớn là hạn chế đi, chứ dùng sông nước này nguy hiểm lắm. Hồi đó có một cái đường đi à. Sau này cái đường Hòa Phú mình là đường chắc chắn đường bào đường Phan Dí cầu Hòa Phú làm đó. Dạ. Yeah. Ta đi mấy cây đường nó nhiều. Tao đâu đi em đâu. Dạ. Yeah. Về tính ra bên đó đâu có nhà gì
Có nhà nhiều không? Nhà nhiều. Không có nhà. Anh kêu mười mấy hộ mà. Mười mấy hộ đây là khu vực nuôi bò, nó làm đất hải yến này, bên đây cho đất hải yến. Thì ra là vậy. Nhưng mà họ cũng rất là mong muốn có cái cầu để đi qua đi lại không? Muốn chứ mà do tại họ chưa có thọ nó thận đằng nói mà mình không có làm, ý là cấp chỗ mà không có đất nhà, có nhà giao làm mà từ đây thẳng đó nay mai còn đổ cái bờ kè nữa đúng không, còn đổ cái kali hai bên gì nè để mang cá, xe mang cá để làm cái đường đi đó, cầu qua đó phải có đường mà đường cao lắm. Ở đó là cái bán đảo hay là ngoài cái đường này ra thì còn cái đường nào khác để qua đó không anh? Trên này cũng có cái cầu, xong rồi phải có cầu á đấy. Ngoài là đi thuyền này. À tức là cái chiếc này là chiếc này là sau cái vụ mà chìm đó ha. Sau vụ chìm mới đóng rồi. Sau vụ chìm 2 năm là đầu đóng chiếc này. Mình đi luôn hả? Ủa anh dẫn đi đâu rồi? Đi chạy quay cảnh đi, lát chống về đó. À qua bên quay cảnh rồi lát chống về. À. Lên lên. Đi theo ảnh luôn nha các bạn. Cái thuyền hồi trước cái lúc mà chìm á là bằng chiếc này không anh hay là nhỏ hơn anh? Cái chiếc mà năm xưa là cỡ này không? Hai phần chiếc này á. Hai phần chiếc này. Vậy là nhỏ hơn rồi. Nhỏ hơn. Nhưng mà chứa hai mấy người. Ôi sao chịu nổi. Được 20 21 người nuôi tại cái này, cái này không có 20 người đi. 18 20 người. Đây là những cái đây là những gì mà còn sót lại. Và chúng ta có thể thấy là những thanh cầu đã được xây cũng kiên cố, nhưng mà bên phía xây dựng người ta không có thỏa thuận với lại bên phía đất của anh này, cho nên là bị dừng lại. Và nghe đâu anh nói là sẽ tiếp tục xây dựng, tại vì cũng đã liên hệ với anh để mà nói chuyện rồi. Và con sông này cũng là một cái nơi 10 người và một em bé trong bụng ra đi vì ngày lễ ngày rằm. Chìm xuồng mà đi vào những cái ngày lễ ngày rằm á thì nghe nói là rất là linh, tại vì số mạng con người người ta có căn có số hết rồi, mà đi vào gặp tai nạn ngay cái giờ đó thì mình nghĩ là có những cái câu chuyện tâm linh liên quan nhiều. Bên đó hình như người ta đang đi cúng mộ luôn anh, bên đó người ta đang cúng mộ, người Chăm đang cúng mộ luôn phải không anh? Đâu? Thấy có người đang đi kìa. Có cái anh đó nãy anh chèo ghe. Không, anh đó là ở đây nè, còn ở trên kia kìa, trên phần mộ kìa, thấy có người chảnh kìa. Hay thấy ma trời. À trời, em tưởng năm thấy ma chứ. Tại vì á là hôm nay cũng ngay cái ngày Tết của người Chăm, là hôm nay người ta đi tảo mộ cúng mộ, và ngày mai ngày mốt là thứ tư là vào ngay cái ngày chính thức đó, là những người ở xa thì người ta sẽ cúng trong ngày hôm nay, còn khi mà chính thức là thứ tư là ngày mấy ta? Thứ tư là ngày 20. Ngày mốt. Thứ tư là ngày mốt. Nhưng mà những người ở ngày mốt xa, nhưng mà ngày mấy? Bữa nay là thứ hai. Ngày 20. 21, 22. 2 ngày nữa 22. 20 cộng 2 là bao nhiêu? 22. Ngày 22. Có lẽ là chúng là những YouTuber có học thức rất là cao. 20 cộng 2 nữa nhiêu. Thì anh em mình có một chút vui vẻ ăn tí thì ngày 22 là ngày chính thức của bên người Chăm Bà Ni, là người ta cúng mộ rồi người ta rước người thân họ về để mà về ăn Tết chung với gia đình họ. Tóm lại là mình không có phải người chung cho nên mình không có gành lắm, cho nên chia sẻ có gì sai sót thì mong các bạn quan hệ bỏ qua đó. Thì hôm nay là bắt đầu là người ta đã đi, những người ở xa mà người ta tranh thủ người ta về sớm cúng đó. Bây giờ anh em mình bắt đầu được anh đây ảnh đưa qua bên tàu luôn và ghi hình cho các bạn luôn nha. Wow, chúng ta được chiêm ngưỡng dòng sông Lũy nha các bạn. Rất là mát nên hơn. Cái tầm có cái cây gì đó
Tre tre, bụi tre, bụi lồ. À. Ủa, gió quá. Nghe nói là nước mà rút xuống là lội cái mặt mà ở đây mà bụi tre còn đá lúc là mình có thể đi bộ qua cái con sông này được luôn nha các bạn. Ngày mai anh em mình sẽ quay cho các bạn xem là cái đường rảnh để mà đi qua bên phía bên đây sông. Lúc đó là hả đồng bào người Chăm người ta đi bộ qua rất là nhiều. Ngày mai đúng ngày Tết luôn. Anh tên gì anh? Anh tên gì? Sơn. Anh Sơn. Ở như ở đây là anh từ sau cái vụ đó có ai tới đây cúng kiến ngay dòng sông không anh? Chỉ có ở nhà. Dạ. Thầy người ta mời thầy cúng về chứ. Mời. Cũng có nhiều quá, cái đó là tùy hỏi gia đình thôi. À cúng chục hồn về ha. À. Chục dông về. Là cái ngay cái lúc đó là cũng có cúng đồ. Ở đây là ta cúng, người ta rước ông bà về. Người ta rước ông bà về. Đó đây người ta cũng người gia đình. À ngày mai đông lắm. Mà mai nãy anh Kim chia sẻ mai đi bộ luôn được. Người lấy đò 70 mấy năm kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm lão làng. Không, tại vì ở đây có cái đường, ở đây nó có cái đường đi nhưng mà gió tạt không? Hay gió nó tạt không? Gió nó tạt quanh hướng này. Cái dài của chú cắm xuống đụng vô cái đáy đó. Nhưng mà đều là bên đó sâu rồi đó, ra đó bước đầu nó sâu rồi đó. Đang dùng phép đó ba, đang dùng phép để mà đó không thấy không mạnh liền không, nãy gió đổi thổi chiều qua thì chấm chấm mấy cái thôi là không có gió này. Thấy không? Thấy là hồi nãy là gió bạc rồi thấy rõ ràng không? Không nói chơi nhiều khi chúng thiệt đó. À, đây là phía bên kia sông nha các bạn. Thì hồi nãy khi mà đặt chân qua tới bên kia sông bên đây sông á là cũng có thấy mấy cô chú anh chị người Chăm và cũng như là thầy đi về bằng đường xuồng đó, đi xuồng. Còn đây là chúng ta đang đứng trong cái khoảnh đất mà được xây dựng cầu. Đây là những cái móng cầu đã xây dựng nhưng mà đang dang dở do là họ chưa có thỏa thuận thống nhất với nhau, cho nên nó là công việc xây dựng cầu đang bị trình trệ. Và đây là những cái móng cầu đang bị xây dang dở. Đây chúng ta có thể thấy đó. Và mọi hoạt động đi lại đều đi bằng xuồng, hoặc là khi nước rút thì sẽ đi bộ qua đó. Giống như mới vừa đưa xong về thì sẽ tiếp tục đưa ba người về, xong rồi sẽ quành qua lại để rước ba người khác qua. Và bên đây mình thấy có bao nhiêu người thì phải đợi từng đợt như vậy. Còn ở đây thì mình thấy cũng có mấy hộ dân như anh nói nãy, ở đây cũng có các mấy hộ dân người Kinh ta ở trên đây đó, ta trồng trọt, trồng thanh long, trồng cái này cái nọ rồi cái thứ, nhưng mà thanh long là chủ đạo ở trong đây. Còn phía bên đây là nghĩa địa người Chăm đó, trong đây là nghĩa địa người Chăm. Và ngày mai á là ngày Tết của người Chăm, ngày mai họ sẽ đến để mà cúng rất là nhiều. Và ngày mai thì chắc có thể là anh em mình sẽ có thêm một tập ở đây để chia sẻ với lại các bạn rằng xa về ngày Tết của người Chăm và cái con đường đi qua bên sông bên đây. Đây anh Sơn ảnh qua ảnh cho bò ăn nè các bạn.
Đây là đàn bò của anh Sơn. Thì hôm nay có dịp đến đây thì mình đã chia sẻ video đến đây. Rồi hy vọng là các bạn sẽ xem và quan hỷ nếu mà cảnh có nói sai hay là chia sẻ thông tin mà có bị sai sót gì thì quan hỷ bỏ qua. Rồi ngày mai thì cảnh sẽ tiếp tục một video ở đây để mà trải nghiệm ngay khu mộ của người đồng bào Chăm, rồi cũng như là đi cái con đường này nghe chia sẻ là sáng sẽ khô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến lúc này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.